kênh này Tuấn không hề chạy quảng cáo luôn, thì Tuấn bán được 130 triệu tiền sách và tiền hoa hồng là 30 triệu. Tháng 9 thì có thể nó ít hơn 1-2 triệu. Tháng 9 thì được 28 triệu, tổng doanh thu là 114 triệu. Đó thì các bạn thấy một cái kênh nhỏ vậy thôi mà trong 3 tháng, 2 tháng đến giờ Tuấn làm đấy. À, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Daily Academy. Thì trong ngày hôm nay thì sẽ có một case study cực kỳ đặc sắc, đó là case study của anh Nguyễn Mạnh Tuấn. Thì trong vòng 3 tháng anh Tuấn đã xây được một cái kênh TikTok có lượng follow tầm 6.000 người theo dõi. Và sau đó thì cứ bây giờ hiện tại mỗi ngày đang đều đặn, anh Tuấn đang bán được 100 đơn hàng sách mỗi ngày. Thì ngày hôm nay anh Tuấn sẽ chia sẻ những cái cách, những cái mẹo và những cái thất bại hay là những cái bài học mà anh Tuấn rút ra được, sau đó giúp cho mọi người sau khi xem video này, mọi người cũng có thể bắt đầu làm một video chỉ với một cái điện thoại thôi ở nhà, và mọi người có thể bắt đầu quay những video mà mọi người có thể bắt đầu review những quyển sách mà mình đọc, và sau đó thì mọi người có thể có cơ hội kiếm tiền được từ những quyển sách mà mình bán ra từ cái kênh TikTok, và sau đó mình có thể upload lên các kênh như là YouTube hay là Facebook và kiếm tiền từ đó. Ok, thì khách mời hôm nay đó chính là anh Nguyễn Mạnh Tuấn. Xin mời anh Tuấn chia sẻ một chút về mình ạ. Hello, xin cảm ơn Thanh Hoàng và cộng đồng Easy Academy có cơ hội để chia sẻ với các bạn, để truyền cảm hứng cho các bạn để về bán sách hoặc là những cái kinh nghiệm, thì hôm nay Tuấn sẽ chia sẻ đến các bạn. Thì cái cơ hội bán sách nó cũng đến tình cờ thôi. Đó, thì khi mà Tuấn bán trong cái tháng đầu tiên đó, thì nó không ra đơn, thì nó bắt đầu từ bằng một cái buổi cà phê với Linh thôi, xong sau đó là truyền cảm hứng cho nhau, xong sau đó là mình bán. Thì sau những buổi bán tháng đầu tiên á, thì nó nản, nó không ra đơn, và mình là người kinh doanh á, thì mình cũng không có để ý, và mình chỉ là đam mê hàng ngày đọc sách, thế là mình cũng dùng cái kiến thức đó mình chia sẻ, đọc rồi chia sẻ hàng ngày rồi đăng lên. Thì mục đích đầu tiên của cái kênh bán sách không phải vì tiền, mà mục đích là chia sẻ đến cho mọi người. Đó, thì mình cứ nỗ lực hàng ngày mình chia sẻ, rồi mình chia sẻ, rồi mình đăng video lên TikTok, rồi YouTube, fanpage, Instagram, thì mục tiêu là để giúp mọi người hiểu hơn, để mọi người có thể làm hiểu hơn về những cái cuốn sách tuyệt vời mà mình đã đọc. Thì sau khi một tháng, thì đến tháng thứ hai thì mình vô tình mình thấy là bắt đầu là nó có tiền vài trăm nghìn nữa, vài trăm nghìn, thì bắt đầu là anh mới thấy là sao lại có tiền thế này, và cái tỷ lệ mà chuyển đổi nó rất là cao. Thế anh là người kinh doanh thì bắt đầu anh mới vào anh đo lường cái con số, xem cái tỷ lệ chuyển đổi của cái ngành sách này như thế nào. Vì anh đang làm về mảng mỹ phẩm, về mảng giày á, thì cái tỷ lệ chuyển đổi đâu đó từ khoảng 150 lần nhấp mới ra được một đơn hàng. Tức là khi mà anh vào seller của giày này, mỹ phẩm mà, thì anh thấy là cái tỷ lệ chuyển đổi của giày là khoảng 150 lượt nhấp thì nó mới ra được một đơn, nhưng có khi 200-300. Rồi sau đó anh mò vào cái thằng seller của sách, thì anh thấy có 15 lượt nhấp mà nó ra một đơn. Wow, thế là bắt đầu mình mới thấy ngạc nhiên, tại sao mà cái lượt nhấp như vậy mà lại có đơn hàng. Thì bắt đầu là mình mới chú tâm hơn, thế mình mới thử làm mấy video và chuyên nghiệp, vì mình là người kinh doanh, thì khi mình ngửi thấy mùi tiền là mình làm thôi. Đó, thì bắt đầu bằng cái việc là trao giá trị, sau đó là mình thấy là cái sách này vừa trao giá trị được mà vừa kiếm tiền được, bắt đầu mình làm những video nó chỉnh chu hơn. Thì bắt đầu là từ cái kênh số 0 nó lên 2-3 ngàn, thì bắt đầu là đơn hàng bắt đầu nó lên rất là nhanh, và sau đó là kênh nó lên được 6 ngàn, thì bây giờ cái lượng đơn hàng nó cũng khá là tốt. Trung bình thì cái lợi nhuận vẫn rút trong trung bình khoảng từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu một ngày. Thì đó là cái mà tí Tuấn sẽ chia sẻ màn hình cho các bạn. Còn nếu mà tính bình quân thì nó khoảng 1 triệu một ngày. Thì khá là tốt trong sách, và tỷ lệ chuyển đổi từ sách là nó kinh khủng, nó rất là lẹ và nhanh. Có một cái điểm ưu thế nữa mà nếu mà các bạn nào mà mong muốn bán sách ấy, nó có một cái ưu điểm nữa là sách nó rất là đa dạng. Thực sự thì có hàng trăm, hàng ngàn cái cuốn sách ngoài kia, và nó không bị giới hạn bởi sản phẩm. Đấy là cái ưu thế thứ nhất, là các bạn có thể bán được rất nhiều sách. Cái ưu thế thứ hai, ngoài cái việc bán sách ra, thì sách bản thân nó đã là một cái tạo một cái niềm tin rất lớn rồi của những người mà khá là nổi tiếng, của những tác giả nổi tiếng. Vậy nên mình bán là có một niềm tin, nên tỷ lệ chuyển đổi cũng khá là cao. Nên là tôi nghĩ là trong 1-2 năm tới, cái ngành sách ở Việt Nam nó sẽ rất là bùng nổ và phát triển. Đặc biệt là Việt Nam mình đang có thời kỳ hội nhập rất là mạnh mẽ, nên là cái xu thế
đọc sách nó sẽ rất là phát triển. Ví dụ Tuấn sang nước ngoài, Tuấn thấy là cái tỷ lệ đọc sách ở nước ngoài nó giống như là một cái văn hóa rồi, còn Việt Nam mình rất là ít. Thì nếu Việt Nam hội nhập và phát triển mạnh mẽ thì chắc chắn là cái đọc sách nó sẽ mạnh hơn, và cái ngành sách nó là cái ngành mà kinh khủng đấy. Nên là nếu bạn nào mà đang mong muốn bán sách hoặc là mong muốn phát triển thì các bạn có thể tham gia vào cái ngành sách này. Ok, cảm ơn anh Tuấn. Thì nãy giờ anh Tuấn nói em thấy một cái điểm rất là hay, đó là gì? Giống như nhiều năm trước á, em đọc nó có một cái khảo sát, tức là nó kêu là nó thống kê giữa nhiều cái quốc gia, thì họ tính xem là cái tỷ lệ là một người khi họ, tức là một năm thì cái người ở quốc gia đó họ đọc bao nhiêu quyển sách. Thì ví dụ như là nó thống kê ở mấy thằng Nhật hay là mấy thằng Mỹ kiểu kiểu vậy, thì nó sẽ lên tới nhiều quyển lắm, ví dụ mười mấy quyển, có một vài quốc gia là tới 20 mấy quyển. Có nghĩa là một năm một người ở quốc gia đó họ học đọc tới 10 mấy 20 quyển sách. Và khi đó thì thống kê ở Việt Nam mình nó chỉ có 0,8 quyển một năm. Có nghĩa là trung bình một người Việt Nam chỉ đọc chưa được tới một quyển một năm. Nhưng mà bây giờ em thấy nó có một điểm rất khác là gì? Đó chính là càng ngày con người ta họ càng thấy được là sách nó rất có giá trị. Thứ hai là có rất là nhiều những cái lời khuyên thành công của những người nổi tiếng, là ví dụ bạn phải đọc sách, bạn phải ham học hỏi thì bạn mới thành công được. Nên dần dần cái xu hướng người ta đọc sách lên rất là cao. Đó là điểm em thấy đầu tiên. Điểm thứ hai á, là em thấy anh Tuấn nói rất hay ở cái việc là khi mà anh so sánh giữa cái ngành hàng trước đây anh bán là những cái đôi giày hay là mỹ phẩm so với bây giờ anh bán sách á, thì cái tỷ lệ mà anh thấy họ chuyển đổi rất cao. Ví dụ như là em giải thích cho nhiều người mà không hình dung được á, có nghĩa là trên TikTok Shop đi, thì nó sẽ, anh Tuấn ảnh có thể thống kê được là anh thấy là cứ 150 cái lượt nhấn vào cái đơn hàng hay cái giỏ hàng đó thì mới có đúng một rồi, người mua. Lượt xem khác, lượt nhấp khác nha. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là nhấp vào giỏ hàng, nhấp vào xem sản phẩm đó. Đúng rồi. Thì những đúng rồi, tức là nhấp vào sản phẩm đó là tính là một lượt nhấp. Thì có nghĩa là anh thấy những cái ngành khác thì nó phải tới 150 cái lượt nhấp thì mới bắt đầu có một đơn hàng. Nhưng mà riêng cái ngành sách thì anh thấy là chỉ có 15 lượt nhấp thôi thì nó đã bắt đầu có đơn hàng rồi. Và cái điểm này em thấy khi mà lúc trước em bán sách của anh Linh á, em thấy có một cái điểm rất hay, đó chính là gì? Đó chính là những người mà họ đã tìm sách họ mua thì họ phải là một người rất gọi là họ mua hàng rất nghiêm túc, bởi vì bây giờ họ mua để học chứ không phải là họ mua chỉ để cho một cái nhu cầu giải trí hay nhu cầu làm đẹp đơn thuần. Thì đó là em nghĩ là một trong những lý do khiến cho cái việc mà cái tỷ lệ người ta nhấp vào để xem sách và sau đó họ mua thì nó rất là cao là vậy. Thì từ đoạn đầu anh Tuấn chia sẻ và em thấy hai cái đó rất là hay. Và cái thứ ba nữa là anh Tuấn nói nữa, đó chính là cái mặt hàng về sách dĩ nhiên nó rất nhiều. Khi mọi người lên nó có thể có hàng ngàn hay hàng chục ngàn mặt hàng sách khác nhau. Và cái việc mà mình sản xuất video thì nó là không bao giờ giới hạn. Là không giới hạn. Tuấn chia sẻ thêm một điều nữa để cho các bạn là khi mà các bạn chia sẻ một cái cuốn sách á, thì ngoài cái việc là sách nó nhiều ra thì một cái cuốn sách, cái content của nó cũng đã là không giới hạn rồi. Khi mà mọi người hiểu được cái nội dung cuốn sách thì mọi người có thể làm được cả trăm video. Đó, thì ví dụ như một cuốn sách mà Tuấn hiểu, Tuấn có thể làm được cả vài trăm video. Thì khi mình hiểu được cái nội một ý trong cuốn sách đã ra rồi một video rồi, nên là cái nội cái quan trọng trong bán hàng trên TikTok ấy, đến một thời điểm vì Tuấn bán rất là nhiều giày dép, thời trang, mỹ phẩm, thương hiệu đây, Vuva Skin này, của Tuấn này, Tuấn cũng là chủ tịch của thương hiệu đó. Thì cái content của thằng sách nó là vô tận. Thì thằng TikTok mà nếu các bạn bán cái ngành nghề nào mà có cái content vô tận thì các bạn sẽ thắng, có thể một ngày các bạn sẽ ra được 5 đến 10 video luôn. Thì khi mà mọi người cứ cách nhau khoảng 3 tiếng mọi người đăng lên một lần là ok rồi. Thì cái lượt xem đó nó sẽ vào trên kênh TikTok của mọi người và nó sẽ xem ở 3 cái video ghim đầu. Và sau đó tỷ lệ chuyển đổi rất cao. Thì tí Tuấn sau kênh Tuấn sẽ cho anh xem là cái chiến lược đăng video và nó đẩy lên cái 3 cái video ghim đầu như thế nào. Thì anh em sẽ thấy là tỷ lệ chuyển đổi nó bất ngờ như nào. Thì nếu mà bán sách thì nó có một cái dạng content vô tận, tức là một cuốn sách mà hiểu rồi thì mình sẽ có cái content vô tận và mình có thể chia sẻ rất nhiều những cái ý hay. Ví dụ là nó bắt đầu bằng một cái tiêu đề slogan, ví dụ là đây là cái cuốn sách giúp bạn thay đổi cái cuộc đời của bạn. Đấy bắt đầu vào cái mở bài và cái thân bài thì bắt đầu mình chia sẻ cuốn sách này sẽ chia sẻ cái gì, ABC gì đó, và cái kết bài là một cái kêu gọi hành động nhẹ hay là một cái kết gì đó để cho họ hành động đó. Thì cái nội dung cuốn sách là vô tận, đấy là cái điều mà nó kinh khủng. Và các bạn có thể làm một ngày vài chục cái video về sách đều được, đấy là một cuốn đấy nhá. Còn nếu các bạn ngoài một cuốn là các bạn có rất nhiều cuốn hay trên thị trường, nên là đây là một cái ngành mà khổng lồ nha, mà thị trường nó chưa có quá cạnh tranh quá nhiều giống như ngành mỹ phẩm và thời trang đó. Thì anh chia sẻ thêm cái đó.
Ok, đây đúng rồi. Bởi vì em thấy như vậy nha. Ví dụ như để review một cái sản phẩm á, thì ví dụ như nó sẽ rất là khó khăn. Ví dụ như mình cầm một sản phẩm lên, mình phải nghiên cứu xem là thành phần của nó là gì, nó có gì đặc sắc, rồi mình phải nghiên cứu, mình phải đọc Google, rồi sau đó mình mới có thể nói những cái ý hay được. Còn bản Đúng thân rồi. một quyển sách á, là trong đó nó đã có rất nhiều content hay rồi, mà mình không Đúng cần rồi. phải sáng tạo gì nhiều hết. Đúng không Đúng ạ? rồi. Ok, ý tưởng nó rất là ok. Thì rồi, ok, em muốn hỏi thêm tí nha. Tức là có nhiều anh chị á, họ sẽ kêu là bây giờ content sách là nó đã vô tận rồi, ok hiểu ý rồi, thì anh có thể cho mọi người biết một vài cái dạng, tức là một vài cái định dạng nội dung mà anh hay làm với sách và anh cảm thấy nó hiệu quả. Em muốn hỏi như vậy trước nha. Ngày sách thì đúng là em trai hỏi rất là đúng, là nó có rất nhiều định dạng, và nếu mình không làm đúng cái định dạng đó, nó không chuyển đổi được ra đơn nhá. Có những cái định dạng là mọi người để ý là họ chỉ chụp cái cuốn sách này, họ đăng, họ ghép nhạc vào, thì cái định dạng đó là, giờ tôi nói là những cái định dạng mà ra đơn từ trên xuống dưới, cái định dạng mà ra đơn đầu tiên mà chuyển đổi cao nhất á, thì đó là định dạng thương hiệu cá nhân, góp chung lại là từ tác giả đến người review, tức là mình chừa cái mặt của mình ra, mình nói, chừa mình mặt ra, mình chia sẻ đây là cuốn sách tuyệt vời, hoặc là bán hàng là truyền cảm hứng mà, khi các bạn truyền cảm hứng, các bạn đào tạo niềm tin cho họ thì họ sẽ bảo mua hàng của các bạn. Đấy là cái chuyển đổi ra đơn lớn nhất, là các bạn chừa cái mặt của bạn ra, bạn chia sẻ và truyền cảm hứng cho người ta đấy, cộng hoặc là tác giả, chính tác giả cuốn sách đó chừa cái mặt ra và chia sẻ cuốn sách, thì đó là cái chuyển đổi cao. Cái chuyển đổi cao tiếp theo mà nó chắc nó bằng với cái thương hiệu đó là những người nổi tiếng, tức là những người nổi tiếng cầm cái cuốn sách này và nói về cái cuốn sách này, và ví dụ là bạn có điều kiện, bạn có thể thuê, hoặc là mình lấy video thì nó sẽ gây spam, nhưng mà nhiều cái đơn vị nó có điều kiện thì họ thuê KOL để họ chia sẻ về cuốn sách. Đấy là cái dạng mà chuyển đổi cũng rất là kinh khủng. Đấy là hai cái dạng hàng đầu mà chuyển đổi ra tỷ lệ ra sách là thương hiệu cá nhân và KOL. Cái thứ ba đó là những cái mà ví dụ xe cộ hoặc là du thuyền hay gì á, các bạn ráp nhạc vào xong là thêm 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 sách vào, thì cái đó nó cũng cũng chuyển đổi, nhưng nó không 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 chuyển đổi nhiều bằng cái thương hiệu cá nhân. Tức là có nhiều người thì họ sẽ mượn là nhà cửa du thuyền các kiểu, xong họ ghép nhạc, họ lồng tiếng vào, tiếng Google á, hoặc là tiếng của những phát thanh viên á, vào để chuyển đổi. Đấy là cái dạng thứ ba. Cái dạng thứ tư là nhiều người họ sẽ chụp một cái cuốn sách xong là bắt đầu họ ghép cái nhạc vào và thêm nhạc vào, thì đó cũng là một dạng, nên chuyển đổi nó không được cao đâu, rất là mặc dù các bạn thấy là cái kênh vài trăm k follow đó, nhưng mà tỷ lệ chuyển đổi nó không nhiều đó, thì người ta nghe, người ta xem nhưng mà không có sự kêu gọi hành động đó, thì đó là cái, do đi mọi người hôm nay hơi ngặt mũi, thì đó là cái các định dạng về sách. Có một vài định dạng nữa là voice, người ta sẽ có một cái giọng hay, người ta voice, người ta đọc, hoặc là người ta thu âm, người ta cũng đẩy nó giống như dạng podcast ấy. Thì dạng đó cũng chuyển đổi không nhiều nhá, dạng đó chuyển đổi cũng không nhiều. Thì đó là Tuấn sơ qua một vài cái để mọi người nắm, nhưng không nhất thiết cứ mọi người có vẻ là làm thương hiệu cá nhân, nếu mọi người không nói tốt thì mọi người có thể là làm dạng như là mình voi, mình đọc sách thì nó cũng chuyển đổi, nhưng mà nó không chuyển đổi nhiều bằng thương hiệu cá nhân thôi. Thì Tuấn liệt kê ra một vài cái để các bạn có thể nắm. Còn nếu mà trực quan nhất á, thì follow, tức là mọi người lên trên kênh top top, mọi người search từ review sách hoặc là search từ sách, xong mọi người tìm ra mọi người cái định dạng nào phù hợp với mọi người thì mọi người làm theo. Thì Tuấn gợi ý một vài cái từ cái cao xuống cái thấp thì mọi người có thể là tham khảo. Ok, cảm ơn anh Tuấn. Như mọi người thấy là nãy giờ anh Tuấn á, cho mình coi một cái review rất là tổng quan, tức là để ví dụ như bản thân em nha, em coi một cái kiểu bán hàng á, ví dụ như thấy nhiều mặt hàng thì khi em coi em kêu là ủa cái dạng này hay ta, cái dạng kia hay ta, nhưng mà trong đầu em vẫn vẫn luôn không biết là ủa thì cái dạng nào là nó bán nhiều hay bán ít, cái thằng này nhiều tương tác nè nhưng mà nó bán nhiều hay bán ít. Thì cái góc nhìn của anh Tuấn đã cho bọn em, tức là viewer trên đây cũng đã thấy được là cái định dạng nào nó có thể mang lại chuyển đổi cao nhất, và đó là cũng em cũng hiểu là lý do tại sao cái kênh anh Tuấn có 6k follow và cứ 15 lượt nháp là anh bán được một quyển, và mỗi ngày anh bán trung bình là cứ 100 quyển, và mỗi ngày cứ kiếm đều đặn 1 triệu từ cái kênh đấy. Thì bản thân là anh Tuấn đã làm một cái dạng mà nó tốt nhất, và cái dạng mà anh Linh vẫn rất khuyến khích mọi người làm, đó chính là cái dạng mà mình chưa cái mặt mình nên mình quay, bởi vì mình sẽ có rất nhiều cái lời. Ví dụ như mình, thứ nhất nó đã là cái dạng video chuyển đổi cao nhất rồi, thứ hai là nó còn có cái tính thương hiệu cá nhân của mọi người nữa, thì sau đó mọi Đúng. người có thể dùng thương hiệu của mình để có thể bán thêm cái này bán thêm cái kia, thì nó sẽ lợi lợi rất nhiều thứ. Thế Nhưng ok. mà còn một cái ý nữa mà quyết định trong cái việc bán sách mà chuyển đổi cực cao, đó là cuối video các bạn nên có một cái call to action, tức là kêu gọi hành động.
Thì nếu mà cuối video các bạn lồng vào được cái kết quả hành động thì nó chuyển đổi cực kỳ là cao. Thì cái kênh của Tuấn làm được cái điều đấy, tức là cuối video Tuấn luôn có kêu gọi hành động là cuốn sách này đang có chương trình siêu sale hoặc là giảm giá, các bạn hãy ấn vào giỏ hàng để mua. Thì cái tỷ lệ chuyển đổi nó cao kinh khủng. Em có thể nói lại cho các bạn để các bạn hiểu cái ý này. Thì ví dụ như bình thường thay vì làm video á, thì nhiều người họ sẽ rất là ngại bán hàng, có nghĩa là họ nói rất là hay từ đầu tới cuối rồi họ kêu vậy thôi, họ kêu sách hay vậy thôi rồi họ thôi, họ không dám nói bán hàng, tức là họ không có nói là mọi người hãy mua đi, bởi vì họ cảm thấy mình bán hàng. Nhưng mà thật ra là nền tảng TikTok bây giờ nó lại rất khuyến khích cái chuyện là trong video mình nói tới sản phẩm thì mình bắt buộc phải kêu người ta gọi kêu gọi bán hàng, và sau đó phải kêu người ta nhấn vô link để mua, thì thằng TikTok nó rất đẩy mạnh cái chuyện đấy. Đúng rồi. Như anh Tuấn nói là, và khi mà em làm marketing cũng vậy, thì em thấy một trong những cái nguyên tắc quan trọng nhất đó chính là cái lời kêu gọi hành động của mình nó phải rất rõ ràng, và người ta phải thấy được lợi ích ngay. Người ta phải thấy cái lợi ích nó rất rõ ràng thì người ta sẽ hành động. Bởi vì bản thân anh chị đang bán một quyển sách mà anh chị tin là nó hay, thì anh chị cũng muốn là người ta cũng đọc và người ta cũng thay đổi cái cuộc sống cho nó tốt hơn. Thì mình nên có một cái lời kêu gọi hành động rất rõ ràng, mình nói rất rõ lợi ích, thì khi đó cái việc mà người ta mua quyển sách thì nó sẽ tốt cho cuộc sống người ta thôi. Cho em hỏi tới nhé, tức là cái đoạn đầu á, mà khi mà ví dụ cái tháng đầu anh chưa bán, anh làm nội dung mà anh chưa bán ra đơn đi, thì cái lúc đó cái suy nghĩ của anh sao, và cái điều gì khiến cho anh tiếp tục làm để tới tháng thứ hai, tháng thứ ba để anh có kết quả? Thực sự thì cái này nhá, nếu mà gặp người mà bình thường thì chắc họ sẽ bỏ, tức là nếu mà gặp người bán hàng bình thường họ sẽ bỏ cái tháng đầu tiên, khả năng họ bỏ cao tại nó không ra đơn. Thì thực sự thì Tuấn đến với sách nó chỉ là làm đầu tiên, bắt đầu từ đam mê như Tuấn chia sẻ đó, là chia sẻ để đem lại giá trị cho người khác thôi. Đó, thì nếu mà về phương diện bán hàng mà chia sẻ một tháng không ra đơn thì chắc chắn là sẽ có nhiều người nản. Thì Tuấn muốn có một lời khuyên các bạn là khi mà các bạn làm bất kỳ một cái gì đó mà các bạn không có cái niềm tin đó, không có một cái niềm đam mê đi về một hướng đó, thì nó rất là khó để có thể chuyển đổi được. Thì cái niềm tin ban đầu của Tuấn là trao giá trị cho mọi người. Sau khi mà ngoài cái đến tháng thứ hai mà mình thấy có tiền ấy, thì cái niềm tin thứ hai là mình lại có thể kiếm được tiền và trao giá trị được cho người khác. Thì đó là cái mà Tuấn muốn chia sẻ với các bạn, là nếu mà làm bất kỳ ngành nghề, ngay cả mỹ phẩm hay giày hoặc là sách cũng vậy, Tuấn đang bán ấy, thì trong cái thời gian đầu nó sẽ rất là khó để ra đơn được, và các bạn phải có đủ cái số lượng. Tí Tuấn sẽ chia sẻ màn hình, thì Tuấn chia sẻ các bạn là làm video ấy, nếu mà chỉ tầm 10-20 video thì nó khó mà chuyển đổi được lắm. Các bạn phải có chiến lược để làm những cái dạng video như thế nào thì nó mới chuyển đổi được. Thì tí Tuấn sẽ chia sẻ nhanh về cái chiến lược để các bạn làm video. Thì em nghĩ là chắc ai cũng muốn coi từ cái kênh cụ thể đó như thế nào. Mà trước khi đi vô cái chuyện đó thì em nghĩ là em muốn hỏi thêm một tí nha. Tức là về cái dài hạn, thì anh cảm thấy là cái việc mà bây giờ một người họ ngồi ở nhà và họ chỉ làm một công việc là sáng tạo nội dung thôi, cái nghề là gọi là quay video và làm bán sách, thì nó sẽ có tiềm năng như thế nào, hay là nó có định hướng dài hạn như thế nào so với các ngành khác theo anh thấy? Rồi thì anh chia sẻ này, ví dụ như anh bây giờ đang ở dưới lầu ấy, đang có khoảng gần 20 bạn đang làm mạng marketing mới làm video các kiểu ấy, thì một tháng các bạn ấy, trung bình các bạn nhận nó khoảng từ 8 đến 12 triệu. Đó là cái mức lương của các bạn mà các bạn làm vất vả đấy, từ 8 giờ sáng đến tận 7 giờ tối hoặc là 5 giờ chiều. Đó, thì cái mức lương của các bạn ấy 8-9 triệu mà chưa kể là xăng xe nhé. Đó, xăng xe rồi ăn uống rồi các kiểu thì mức lương đó nó thực sự nó rất ít, nhưng mà Tuấn không biết làm sao được, vì mức lương thị trường nó như vậy rồi, mà mình có muốn tăng lên thì cũng 12-15 triệu thôi, tăng lên nữa là mình sẽ thứ nhất là mình cái số tiền mà thị trường mặt bằng chung ấy, nó trả như vậy rồi đó, thì nó là cái ngưỡng rồi. Thì để mà tăng được cái thu nhập lên thì vài bạn nhân viên của Tuấn cũng đã bắt đầu làm sách và cũng đã bắt đầu là làm tốt hơn rất là nhiều. Thì Tuấn làm riêng một cái seller cho các đội nhân viên nó bán sách, thì đợt hôm qua Tuấn thấy là được khoảng hơn 100 một đơn một ngày ở trong cái team của Tuấn nhé. Đó, thì Tuấn thấy rằng nếu mà một cái bạn mà nghiêm túc mà làm sách ấy, thì có thể, không phải có thể mà chắc chắn nhé, thì có cái thu nhập từ khoảng đâu đó 25 triệu đến 100 triệu. Đấy là cái mà nếu các bạn nghiêm túc các bạn làm thì chắc chắn sẽ đạt được cái điều đấy. Đó, giống như Tuấn này, một tuần Tuấn chỉ mất khoảng nửa ngày Tuấn quay video thôi.
mà mức thu nhập cũng khá là tốt, thì tí nữa sau cho các bạn. Thì đó là cái mà các bạn khi các bạn làm chỉ cần các bạn có cái cảm hứng thôi và có một cái niềm tin và kiên trì để làm và liên tục để tối ưu nó, thì chắc chắn là không ít thì nhiều thì các bạn cũng sẽ có một nguồn thu nhập khá tốt. Và nếu bạn nào mà coi nó là cái nghề ấy, thì các bạn có thể làm một hai kênh đó để các bạn chia sẻ, thì nó cũng sẽ chuyển đổi rất là tốt. Thì đây là cái kênh mà cá nhân thôi đó, kênh cá nhân của Tuấn. Thì anh em để ý này, kênh này không hề chạy quảng cáo một chút nào nhá, nhưng mà Tuấn có chiến lược để Tuấn làm, nên là có những video lên đến hơn nửa triệu người xem này, 701 triệu lượt xem này, Chiến thắng cái con và lần quỷ. hai gần 30k tin. Thì cái chiến lược này làm thế nào, chắc là cái mấy anh em marketing nhìn thế này cũng sẽ hỏi là làm sao để chiến lược. Em có tò mò là làm sao để chiến lược, làm sao mà để có những cái video nhiều thế này chưa? Có chứ anh, có chứ, có chứ. À, rồi bây giờ trước khi mà chia sẻ chiến lược thì anh sẽ sâu ra cái nguồn thu nhập của tháng 8, tháng 9 nhá, trung bình của cái kênh này để mọi người nắm, ok không? À, vì anh mới làm được 3 tháng thì tháng 8, tháng 9 nó mới có thu nhập, ok không? Thì anh sẽ sâu ra cho anh em là tháng 8, tháng 9 nó có thu nhập như thế nào. À, đây, anh sẽ sâu ra cho anh em là tháng 8 đây. Tháng 8 thì anh bán cái kênh này được, em nhìn thấy tháng 8 không? Giờ thấy. Tháng 8 này anh bán được một cá nhân, cái em để ý này, anh không hề livestream, không hề chạy quảng cáo, đây livestream này không có này, em thấy không? Đó. À, kênh này Tuấn không hề chạy quảng cáo luôn, thì Tuấn bán được 130 triệu tiền sách và tiền hoa hồng là 30 triệu. À, đọc kênh này thôi nhá. Cái tháng 9 thì có thể nó ít hơn 1 2 triệu, Tuấn xem nào. Tháng 9 thì được 28 triệu. Tổng doanh thu là 114 triệu. Đó thì các bạn thấy một cái kênh nhỏ vậy thôi mà trong 3 tháng, 2 tháng liên tiếp Tuấn làm đấy. Tháng này thì bị ốm nặng cả tuần nay không lên video nhiều nên là nó mới thụt đi một chút, nhưng về cơ bản là nó vẫn đang duy trì rất là ổn định, các bạn thấy không? Đó. Đó. Bây giờ Tuấn bách về về kênh để Tuấn cho anh em xem là chiến lược làm thế nào nhá. Chiến lược làm kênh như thế nào. Thì bây giờ này, thực ra cái kênh này nó ra đơn chính ở ba cái video này là chính này. Em có thấy cái video 701 nghìn đâu, 400 271 đâu. Em cũng biết, muốn biết chiến lược làm thế nào mà những cái KOL nhá, những cái KOL ngoài kia có những kênh vài trăm k nhưng mà cái lượt lượt mà em để ý này, Chiến cái video này còn gắn giỏ hàng luôn. Em thấy không? Dạ thấy. Anh bán được team anh bán được 3.164 cái cuốn sách này đó. Kinh kinh khủng chưa? Cần rồi cái bạn video đang không giỏi về giao tiếp, được, không biết làm sao để 6.000 cuốn. Ồ. Ba cái video mà anh ghim lên đầu đều gắn giỏ hàng hết, em thấy không? Dạ thấy. Thì cái chiến lược như thế này nè, các bạn nào mà đang có cơ duyên mà xem được cái video này thì chắc chắn là nó giá trị hơn rất nhiều những kiến thức mà các bạn đang học ở ngoài thị trường đấy. Tuấn sẽ chia sẻ vì bản thân Tuấn cũng là một người kinh doanh rất là nhiều năm, và trước kia thì Tuấn đào tạo rất là nhiều và bây giờ mới lui về để làm kinh doanh, nên là cũng may mắn biết Linh, anh em giao lưu học hỏi, đặc biệt Linh chia sẻ Tuấn rất nhiều kiến thức hay. Bây giờ Tuấn chia sẻ lại cho các bạn để các bạn biết đâu truyền cảm hứng cho các bạn để các bạn bán. Rồi bây giờ Tuấn truyền cảm hứng này, thì cái bí mật đầu tiên mà để làm được như thế này á, để chuyển đổi tốt á, thì đầu tiên là mình chỉ tập trung vào cuốn sách trend đấy, cái bước một nhé. Các bạn có thể dừng lại video này, các bạn ghi lại là bước một là tập trung vào những cái cuốn sách trend. Đấy là cái điều đầu tiên, vì những cái gì tốt nhất trên thị trường thì mình tập trung vào thôi. Đó, thì còn nếu anh em cứ tập trung vào những cái cuốn sách mà nó không 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 bán được á, dù anh em có làm hay nó cũng không ra đơn. Đấy là cái điều đầu tiên mà Tuấn nốt lại cho anh em. Cái điều thứ hai là trên một kênh á, mà anh em trong cùng một thời điểm á, anh em không làm quá nhiều sách nhé, anh em chỉ làm khoảng 3 đến 4 cuốn sách thôi. Thì tại sao mà Tuấn nói là làm 3 đến 4 cuốn sách? Anh em lưu ý này, ba cái cuốn sách mà Tuấn ghim lên đầu là Chiến thắng con quỷ, Đắc nhân tâm và Biến mọi thứ thành tiền đấy. Thì trong khoảng 200 video trong vài tháng qua, Tuấn tập trung vào ba cái quyển sách này. Tại sao Tuấn tập trung này? Đây mới là cái bí mật này để làm này. Thì khi người ta có xu thế, người ta sẽ để ý đến những cái video đầu, đúng không? Ba video đầu đúng không? Nhưng mà họ xem cái video ở phía dưới, những cái video như này, thì họ sẽ chắc chắn là đúng cái cuốn sách mà họ đang muốn, là họ lại nhìn thấy trên này lại đúng cái cuốn sách mà họ đang muốn mua. Tức là họ xem ở phía dưới nhưng mà họ chắc chắn họ sẽ xem những video ghim đọc. Thì khi đó họ lại nhấp vào thì đúng những cái cuốn sách mà họ đang muốn xem và lại đúng những cuốn sách mình đang ghim.
thì nó sẽ kích thích người ta và người ta có xu thế người ta xem hết cái video ghim ở trên đầu đó. Thì khi mà người ta xem video ghim trong đầu thì nó lại đề xuất, tức là nó sẽ anh có mấy chiến lược để làm cho ba video này lên đề xuất này. Thứ nhất là một ngày anh sẽ live stream ít nhất là 20 phút để đẩy cái lượt view vào cái ba cái video này. Cái thứ hai là một ngày anh sẽ chạy quảng cáo khoảng 30.000 trên kênh này. Chạy bằng điện thoại thôi, chạy 30.000. Đấy là thứ nhất là live stream ít nhất 20 phút nhá. Thứ hai là chạy quảng cáo 30k, tức là cái lượt mà min nhất đấy của cái chạy quảng cáo ấy. Cái thứ ba là đăng nhiều video. Một ngày anh đăng khoảng 4 đến 5 video. Thì tại sao? Rồi cái thứ tư là bắt đầu anh gặp bạn bè hoặc là gặp đội nhóm nào thì anh xin bình luận. Xin bình luận, mày vào bình luận. Cái thứ năm là anh đăng lên YouTube, fanpage và Instagram. Đó. Thì cả năm cái chiến lược này này nó dồn đổ vào ba cái video đầu đó. Thì live stream này, chạy quảng cáo này, đăng bốn. Anh em để ý một ngày mà đăng 4 video thì cái lượt xem nó sẽ có ở video đó, nhưng thực chất họ sẽ dồn lên 3 video trên đầu. Ví dụ là một ngày, ví dụ một video này anh em tính này, trung bình nó sẽ có 600 lượt view trên một video. Thì anh đăng 4 video thì 2.400 lượt view. Em hiểu không? Thì nó sẽ đẩy lên 3 cái video đầu khá là nhiều. Đó. Rồi ngoài ra thì YouTube, fanpage và Instagram nó cũng sẽ đổ traffic về. Đó thì tất cả những cái chiến lược xoay quanh để làm sao mà dồn vào ba cái video ghim thì kênh nó sẽ chuyển đổi. Còn nếu mà thẳng ra mà mình cứ đăng video để mình bán hàng ấy thì nó sẽ không chuyển đổi bằng cái chiến lược là dồn traffic vào ba cái video ghim. Nếu mà mình cứ đăng video hàng ngày bình thường ấy thì một ngày ra rất ít đơn. Nhưng nếu mà anh em có chiến lược mà đẩy ba cái video lên xu hướng ạ, thì chắc chắn cái kênh của anh em nó kinh khủng lắm. Cái kiến thức này có thể áp dụng bất kỳ ngành nghề nào đó. Thì anh em dùng ngoại traffic để đẩy vào ba cái video ghim đó để nó lên xu hướng và nó kéo lên. Thì đó là cái chiến lược mà anh muốn chia sẻ cho mọi người, biết đâu lại truyền cảm hứng cho ai đó. Rồi, dựa trên những gì anh Tuấn nãy giờ chia sẻ thì em xin đúc kết lại một tí nha. Tức là cái chiến lược làm như thế nào để một cái kênh mà nó chỉ có tầm 6k follow thôi mà anh Tuấn có thể mỗi tháng vẫn kiếm đều là 30 triệu. Thì cái cách là nó đúng cho em thấy rất nhiều góc nhìn. Thứ nhất, để mình không có bị hiểu sai là tất cả những video ở trên kênh nó đều mang lại nhiều tiền cho mình, mà bản chất là nó chỉ có một vài cái video cực kỳ hiệu quả thôi, và nó sẽ là cái nguồn thu chính, dường như là 90% gần hay là 100% cái thu nhập của mình. Đúng rồi. Và những cái video đó thì anh Tuấn sẽ tập trung một cái là anh Tuấn ghim ba cái video đó lên. Và những cái quyển sách anh Tuấn ghim á thì nó sẽ thường là những quyển sách xu hướng, tức là những cái quyển sách trend, mà tức là khi một cái gì nó trend á thì cái việc thuyết phục người ta nó cũng dễ hơn rất nhiều so với cái việc kiếm cái gì đó rất là mới rồi xong mình bắt người ta hãy mua đi. Rồi cái bước tiếp theo nữa đó chính là bây giờ anh chị đã có ba cái video ghim rồi và mình tập trung làm như thế nào đó đổ traffic vào đây. Thì đây là những cái cách mà anh Tuấn đã chia sẻ. Thứ nhất á là mỗi ngày anh chị sẽ livestream tối thiểu là 20 phút. Thì nếu như theo cái góc nhìn của em mà em hiểu nha, thì khi mà anh chị livestream á thì người ta coi anh chị ok và người ta thấy hay thì người ta sẽ bắt đầu nhấn vô profile người ta coi thử. Đúng rồi. Thì khi người ta vào profile của mình thì cái thứ đầu tiên người ta sẽ thấy đó chính là cái video game. Và khi người ta vào video game người ta xem thì người ta lại chuyển đổi người ta mua sách ở đây. Rồi, thêm một cách nữa là ví dụ anh chị đăng nhiều video, ví dụ như cứ đăng video thì nó cứ reach lên được vài trăm lượt xem thôi, mặc dù nhìn nó rất là ít nhưng mà những lượt xem đó họ lại nhấn vào profile của mình, họ lại thấy video game và họ lại nhấn coi, họ lại chuyển đổi. Thì cái bí mật ở đây anh và em phải đăng 4 video, 5 video ngày để có cái lượt traffic đó. Em hiểu, hay quá. Rồi, chạy quảng cáo lượt xem ít nhất là 30k. Cái video game lên đầu á. Rồi xin bật trong bích bên ngoài YouTube, fanpage, TikTok, fanpage. Nhiều bạn siêng còn vào những cái nhóm gift á, đăng lên những cái nhóm mà giảm giá đó để người khác nó nhảy về traffic để nó làm. Ủa anh Tuấn, vậy cho em hỏi thêm một cái nha. Tức là bây giờ mình sẽ tập trung vào sách trend để bán. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao biết quyển sách nào đang trend để mình có thể tập trung vào anh? Thì những cái người đầu nậu giống như là Linh á thì sẽ nắm được đâu là sách trend. Vì Linh, ví dụ cho em còn nhìn thấy màn hình của anh không? Dạ thấy. Ví dụ anh tạo ra một cái seller cho team anh bán. Dạ. Đó.
một cái team anh, cái seller này thì anh xem là cái team mà anh đang bảo là đội mà nó bán đó, nó bán trong vòng 7 ngày qua nó bán được 22 triệu. Đó, tức là cái team mà nhân viên của anh ấy, anh tạo thêm thu nhập cho nó, anh tạo riêng một cái để anh bán cho nó. Thì ý ở đây là khi mà những cái người mà nắm đầu nậu như Linh, là tức là nó nắm chuỗi ấy, thì Linh sẽ nhìn các chỉ số, Linh sẽ biết là cuốn sách nào đang bán tốt trong cái hệ thống seller hoặc là hệ thống TikTok của Linh. Thì anh em phải có người dẫn đường đó. Tuần này đang bán sách gì thì nó là cái giá trị của người mentor, người dẫn đường. Còn nếu các bạn không có người dẫn đường thì các bạn cứ bán lung tung thì không biết là thị trường nó đang bán tốt cuốn sách nào, thì cũng rất là khó. Nhưng tiện khi anh nói thì anh Linh có một cái cộng đồng là để giúp cho những anh chị có thể làm được những cái kết quả giống như anh Tuấn. Đó chính là mình có thể bắt đầu là khởi sự một cái kênh. Mình có thể, dù trước đó thương hiệu có thể không ai biết mình là ai, mình có thể quay những video rất đơn giản tại nhà bằng một cái điện thoại, và sau đó là những cái quyển sách mình đọc, và mình review những kiến thức hay trong đấy, và sau đó mình kêu gọi người ta hãy mua cái quyển sách đó, và anh chị sẽ có hoa hồng. Như anh chị thấy là kênh anh Tuấn có 6.000 người theo dõi và mỗi tháng vẫn kiếm đều 30 triệu là rất tốt. Và dĩ nhiên nó còn có nhiều cái cách để mình có thể làm tối ưu hơn, đúng không Tuấn? Đúng rồi. Đấy là do Tuấn là chưa có tập trung quá nhiều để làm mảng giày, mảng mỹ phẩm vẫn là chính của Tuấn. Một tuần Tuấn dành có đó khoảng 3 tiếng buổi sáng chủ nhật thôi. Tuấn ngồi, Tuấn quay, xong là bắt đầu Tuấn hẩy cho cái đội media nó dựng vậy thôi. Một tuần mất 3 tiếng thì một tháng Tuấn sẽ mất là 12 tiếng để kiếm 30 triệu thì làm thôi. lời quá. Ok, hay quá anh Tuấn. Ok, thì từ nãy giờ thì em thấy là anh Tuấn đã chia sẻ rất nhiều cái hay rồi. Thì bây giờ em xin tổng kết lại một tí những cái điểm mà quan trọng nhất mà anh chị cần phải lưu ý để mình có thể, bây giờ làm sao để câu hỏi đặt ra là mình bắt đầu ngồi ở nhà và mình có thể bắt đầu review sách và mình có thể kiếm thu nhập được. Ok, thì cái khía cạnh đầu tiên á, như mọi người thấy là thứ nhất, cái việc review sách nó là một việc rất đơn giản, nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc mà mọi người bắt đầu phải tự bán các sản phẩm khác. Bởi vì sao? Bởi vì sách là một mặt hàng mà nó có vô cùng nhiều mẫu mã. Và thứ hai nữa là cái việc review nó cực kỳ dễ, bởi vì trong sách nó đã có quá nhiều cái content hay rồi, mà mình chỉ cần review nó thôi, mình chỉ cần phân tích được bài học hay của mình trong đó. À, hồi nãy em thiếu chưa hỏi anh Tuấn một cái, đó chính là anh có thể nói về một cái sườn cơ bản mà khi anh nghĩ trong đầu là anh muốn review quyển sách đó, thì anh sẽ, tức là cái từ A tới Z thì anh sẽ nói như thế nào? Anh chỉ cần nói sơ lược thôi, cái mẫu trình cho mọi người dùng. Anh sẽ nói sơ lược thì các bạn ở đây thì đều học văn từ lớp 1 đến lớp 12, còn học không học hết lớp 12 thì các bạn đều học cấu trúc là mở bài, thân bài, kết bài. Đó, thì trong một cuốn sách lúc nào nó cũng sẽ có, trong một cái video bán hàng hoặc bán sách, bán bất kỳ sản phẩm nào, nó cũng sẽ có mở bài, thân bài, kết bài. Thì mở bài trên TikTok ấy, thì nó là những câu slogan, những câu giật gân. Đấy, thân bài là truyền, review là không phải là đọc từng trang sách nhé, review là truyền cảm hứng về cái cuốn sách này cho người ta để người ta hiểu hoặc là người ta mua. Tức là mọi người review, mọi người phải truyền được cái cảm hứng. Ví dụ là mọi người đọc như vậy thì có khả năng họ sẽ buồn ngủ, mặc dù là rất hay ấy, nhưng mà người, anh em truyền cái cảm hứng, à cuốn sách này như thế nào, và truyền cảm hứng cho họ thì họ sẽ rất dễ để mua hàng. Vậy nhé, các bạn nhớ là review là truyền cảm hứng cho khách hàng, xong cuối cùng thì các bạn kết bài là kêu gọi hành động thôi. Đấy là cái cấu trúc mà làm. Thì Tuấn lấy ví dụ luôn một cái ngắn trong một phút để cho mọi người hiểu là cái cấu trúc như nào nha. Các bạn để ý này, đây là cái cuốn sách mà sẽ giúp bạn thay đổi cái cuộc đời của các bạn. Và nếu bạn xem cuốn sách này thì nó sẽ rất tuyệt vời đấy. Cuốn sách Khoa học làm giàu này sẽ chia sẻ với bạn cách làm sao để bạn trở nên giàu có. Khi mà đọc cuốn sách này, Tuấn cầm cuốn sách lên tay này, Tuấn đọc cái này, Tuấn đã cảm thấy tuyệt vời này. Bất cứ người đàn ông hay phụ nữ nào tuân theo những chỉ dẫn cuốn sách này chắc chắn sẽ đạt được sự giàu có. Và cuốn sách này sẽ chia sẻ bạn những cái công thức để làm giàu. Và một cái bí mật trong cuốn sách này chia sẻ này, Tuấn bật bí thôi nhá, đó là bạn chỉ cần đi về một hướng nhất định, kiên trì và có một cái niềm tin mạnh mẽ thì dù vô tình hay cố ý, bạn đều có thể trở nên giàu có. Và cái cuốn sách này đang có chương trình siêu sale và giảm giá đặc biệt, bạn hãy ấn vào giỏ hàng để mua ngay nhá. Đấy, cấu trúc một video vậy đó. Ok, hay đó. Ok, thì em mô hình nó lại tí nha, tức là cái mô hình của Tuấn là vậy. Đầu tiên thì bản chất trên các nền tảng mạng xã hội, khi người ta không biết mình là ai và mình xuất hiện trước mặt người ta thì mình phải làm cái gì đó để nó thu hút cái người đó. Thì trong quyển sách á, thì mình cứ nói là một cái điểm đặc biệt mà chỉ có quyển sách nó có, hay là một cái điểm gì đó mà nó liên quan tới người ta.
Và cái điểm thứ hai á, khi mà em nghe anh Tuấn, cái cách mà anh Tuấn nói về quyển sách á, thì anh Tuấn sẽ kiếm một cái bài học hay trong đó, xong anh Tuấn nói về bài học đó để cho khách hàng ngay cả khi họ không mua hàng họ cũng cảm thấy giá trị rồi. Rồi xong sau đó anh Tuấn còn khơi gợi thêm một vài bài học mà người ta có thể nhận được nếu mà người ta đọc quyển sách nữa. Và cái điểm cuối cùng là anh Tuấn kêu gọi hành động, một kêu gọi hành động rất rõ ràng thì người ta sẽ mua. Đúng rồi. Thì đó là một video mà em thấy nó vừa giao thoa giữa cái việc mà nó có thể bán hàng được và nó có rất nhiều giá trị. Tức là em nghe em cứ thấy là ví dụ em không mua đi thì em thấy ủ cái ông này nói chuyện nghe giá trị ấy chứ. Thì ví dụ vậy thôi, em cũng đã thấy nó giá trị rồi nên người ta sẽ vẫn cảm thấy thích khi xem video đó mặc dù là mình bán hàng. Đó là một cái cấu trúc video mà các bạn có thể chuyển đổi đơn hàng rất tốt đấy, giống như bạn rất là thông minh, bạn nắm được ý ấy. Em cũng thông minh, tức là trong video nó sẽ có giá trị trong đó, có kêu gọi hành động trong đó, có slogan trong đó, thì các bạn có thể nắm cái cấu trúc đó, các bạn làm sao mà mỗi một video nó có một cái giá trị gì đó trong video là các bạn thành công, và dù không bán được hàng thì các bạn cũng tạo ra một cái giá trị nào đó. Hay quá. Ok. Thì còn những cái bước nhỏ khác á, thì như trong video thì anh Tuấn đã phân tích rất kỹ rồi, thì mọi người có thể tua lại và mọi người có thể bắt đầu xem từ những cái phút trước để có thể xem là những bài học về cái chiến lược mà anh Tuấn đặt ba video game như thế nào. Cái cách mà chỉ có một vài cái video nhỏ trong cái hàng đống video của các bạn có thể tạo ra thu nhập thôi, thì mình tập trung vào những video đó như thế nào, cách mà đưa traffic về thì ban đầu anh Tuấn đã chia sẻ rồi. Thì em sẽ có một cái bảng note nhỏ bên dưới nữa, thì em sẽ có một bảng note bên dưới cho anh chị. Ok, và cảm ơn anh Tuấn rất nhiều trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Ok, có thể có một lời nói cuối cho các anh chị được không ạ? Thì Tuấn rất là mong dù là gặp ở chặng này hay chặng kia thì rất là mong các bạn sẽ tiếp nối cái con đường cùng Tuấn để truyền cảm hứng cho người dân Việt Nam đọc sách, và đặc biệt là những cuốn sách hay nó sẽ thay đổi được rất nhiều những cái cuộc đời con người ngoài kia. Giống như cuốn sách Hiệu ứng cánh bướm ấy, một cái vỗ cánh nó sẽ thay đổi cả một cái hiệu ứng, và rất hàng ngàn cái con bướm ngoài kia sẽ bay lên bầu trời và truyền cảm hứng. Thì Tuấn rất là mong các bạn cũng cùng với Tuấn và Linh và cái cộng đồng đọc sách của Việt Nam sẽ truyền một cảm hứng rất là mạnh mẽ cho những người đọc sách và thay đổi cái nền văn hóa đọc sách ở Việt Nam. I love you mọi người nha. Ok, bye bye anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều.